đá vui vẻ nha. Nhanh đi, đừng có mòn. Lôi kẹt, lôi kẹt, lôi luôn. Hai cái cô. Chúng ta lại bắt đầu tối hài rồi. Chấm ba lại nghe con. Nhấp nhấp nhấp. Đài mập. Tắt ra kìa. Quay lên kẹt, quay lên kẹt, đang bên trong. Ok, vui vẻ mà sao nó bạo rồi. Vẫn là chơi tốt. Hay Huy ơi. Lại.
Lắp lắp tắt ra em. Về luôn, về, về, về. Nửa sừng lóc. À la, đâu em? Lóc, nhìn em. Đừng làm tao cười. Ra ngoài sân tôi rồi. Giữ banh lắm ơi. Trái nãy sao dắt banh vậy em? Về về về. Hay vô à. Hay quá. Hay Vũ ơi. Dạ. Ok. Long ơi. Nửa sừng em. Nửa sừng lóc. Con baby boss lóc. Bên này đếm, mình kìa không có đếm luôn. Cao ơi, cao. Tại cao ơi. Thấy luôn rồi. Ui, ui. Ủa là mấy trái? Chị tôi nói xảy hoại nhiều lên em. Đá gì cũng xảy hoại gì á. Mạnh rồi đi đá không rồi. Ủa tưởng anh nói đá vui vẻ. Vui vẻ mày quay lại cho thầy Hẹo Quýnh mẹ con. Quên rồi. Hẹo Quýnh quay phim không à? Hẹo Quýnh thằng gái. Nhưng mà được 200 là ok. Quay phim được 200 rồi.
Thầy cho anh quay nữa không? Không đâu. Không á. Quay phim về cho thầy được 200 ngàn. Ủa đó giờ mà. Trời ơi. Đó giờ quay không công không à. Lòng má đâu cái chùa không à. Không anh đòi đòi mới có. Em với mặt kia. Mỗi thằng chia nhau mỗi thằng 100. Hay là sập vậy? Hay là giết lại nhiều không? Dạ có anh. Lâu quá vậy suốt kìa. Một tháng đúng 400. Ăn quá trời. Sao không có tiền? Chưa đó bắt đấu mẹ của ông đâu. Nay lụm nhẹ hai cúp nha anh em. Ủa sao hai cái? Có một chương mà. Có tôi nè. Tôi là 3 hai cúp lụm. Ờ nhắm lộn một chó. Dễ gì tao nói không bạn. Đó bạn tao. Ok 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 bạn. Để kêu em đi ra đầy đủ á. Ngoài cái ông bạn của bạn. Hay vô. Họ làm cái đó rồi. Chi đủ mạnh rồi bạn. Tuy nhiên như Hưng lên đồng Vương ăn hành nữa. Ăn hành. Ăn hành là phải công nha. Rồi phải công được. Bây giờ đã dưới rồi mình đòi phải công. Đó không? Tôi mà lên gì được à. Ủa hết hiệp chưa anh? Thành Trương. Má đồ chị đã lên được đó bạn. Gì? Đá luôn. Đồ mới rồi. Tôi mà đá được là bộ bạn. Hơi nái nha. Bạn đá được cho giao dịch đá luôn. Hai Quy ơi. Đi vô đi vô. Thấy nó đá tốt một sóc chứ. Má kêu một lời. Mà nó chậm nữa, chuyên nghiệp chậm lắm. Là sao? Cái đó là chuyên nghiệp nó không có lẹ đúng không? Nó về đây nó đá vậy thôi nhưng mà nó chuyên nghiệp nó chậm. Không, tao thấy nó chậm mà nó không nhanh đâu. Nó sút tốt thôi. Chốt dưới cứng rồi. Chết rồi. Thằng này sút tốt mà. Bên kia đá vui vẻ quá vậy. Ủa anh Việt hồi đó học Nguyễn Ninh à? Ờ sao thấy ụp hình được Dương mà. Trời ơi. Điện chí. Điện chí xuống thử trái ơi. Trời chí ngu lắm. Thôi xuất ra ngoài xuất chi anh về ngủ đi. Để chí lên đá rồi. Ok anh. Ok anh chờ anh luôn. Trẻ một tâm với lại Nguyễn Minh mở rộng thôi chứ có đội được khác đâu. Để qua đi rồi nghe luôn. Để nghe tên cho Chiến nha. Cậu ấy chọn khác cho. Kêu Nguyễn Minh. Giữ là chơi tốt nha. Đi Chiến ơi. À đẩy luôn. Đâu? Hai Quy. Trời ơi. Đâu? Rồi, Thái Tổ. Rồi đó thấy không biết ngay chứ mà. Đá đi cháu thôi. Với tinh thần chiến đấu. Cố lên, cố lên. Cố lên anh em. Bao. Rồi. Ủa.